Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những câu hỏi đằng sau những khối tài sản khủng của đỡ Hữu Ca. Ngày 23 tháng 2, báo Tiếng Dân có bài Đằng sau cái gì của nhà báo Đoàn Bảo Châu. Tác giả nhận xét, một nô bộc như ca có tới 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền vàng, ngoại tệ, trang sức. Tác giả không tin ca tài năng tới mức buôn bán bất động sản để có được tài sản này. Vậy tác giả đã câu hỏi, những doanh nghiệp nào liên quan để ca có được khối tài sản này. Số tài sản các doanh nghiệp có được nhờ sự liên kết ấy gấp bao lần số tài sản của K không? Tác giả nhận định, loại trừ ngành sản xuất thì trong buôn bán, móc ngoặt, cấu kết, tài sản không tự nhiên sinh ra mà chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Vậy, số tài sản của K cùng các doanh nghiệp liên quan đã khiến thất thoát bao tài sản công hay tài sản tư. Bao giọt nước mắt của dân oan đã đổ xuống, vì số tài sản khó có thể định lượng được ấy. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dần. Tác giả tiếp tục nêu câu hỏi, trên giải đất hình chữ S này có bao nhiêu đổ hộ ca, và cứ thế nhân lên thì sẽ có bao nhiêu tiếng khóc, bao giọt nước mắt của dân oan đây. Tác giả cho rằng, cái mà chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vậy, phần chìm không thể nhìn thấy kia, to đến đâu, và nó tạo ra sự đau khổ của người dân đến chừng nào. Toàn bộ ý nghĩa của cuộc cách mạng vô sản là để do dân vì dân, tức là phục vụ cho từng lớp lao động, coi giai cấp lao động là lực lượng nồng cốt của cách mạng, của xã hội. Vậy, sau mấy chục năm, tại sao vẫn tồn tại những số phận như chị dậu phải bán con vì khó khăn? Tác giả khẳng định nhóm dân oan là một lực lượng có thật ở Hà Nội và các tỉnh khác. Họ liên quan tới những ông quan kiểu đổ hũ ca như thế nào? và chính quyền giải quyết được bao nhiêu phần trăm những lá đơn kêu cứu của họ. Cũng bình luận về vấn đề này ngày 24 tháng 2, báo Tiếng Dân đăng bài tổ chức chính quyền đã tạo ra những đổ hữu ca của nhà văn Phạm Đình Trọng. Và đây là hình hiện trường sau vụ cưỡng chế ở Cống Rọc năm 2012. Tác giả đề cập đến vụ cưỡng chế ở Cống Rọc, Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2012 do độ hữu ca cầm đầu, mang theo sức mạnh bạo lực nhà nước với cảnh sát vũ trang đầy đủ dàn thế trận, rải quân trên bộ, rải quân đường biển, vây chặt bốn hướng ngôi nhà, dưới cả cấp 4 của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương. Theo tác giả, công cuộc khai hoang lấn biển của gia đình Đoàn Văn Vương là nối tiếp sự nghiệp mở cõi ngàn đời của ông cha mà Nguyễn Công Trứ đã làm và được lịch sử ghi công. Tác giả Mỹ Mai, nhà nước Việt Nam, luôn tự hào khẳng định là nhà nước pháp quyền, đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng theo tác giả, một xã hội có luật pháp, một nhà nước pháp quyền không cho phép sử dụng công cụ bạo lực nhà nước, sử dụng quân đội và công an, sử dụng súng đạn trong tranh chấp dân sự. Và đây là hình viên tướng công an thấp hàng Đỗ Hữu Ca. Tác giả nhắc lại khi Giám đốc Công an Hải Phòng, Đại tá Đỗ Hữu Ca chỉ huy lực lượng cảnh sát trang bị vũ trang hiện đại xả đạn vào gia đình người nông dân Đoàn Văn Vương là khi gia đình này còn đang khiếu kiện nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng và tòa án chưa xét xử. Vậy mà, ca còn huynh hoang, phải nói rằng trận đánh đẹp, hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tác giả bình luận từ việc làm đến lời nói của ca đã bộc lộ đầy đủ, rõ ràng một nhận thức rất thấp kém, sai trái tệ hại, bộc lộ một nhân cách xấu xa, một con người bất nhân, thất đức, một công chức u mê, ngu xuẩn và ngông cuồng đánh mức lùa quân xả súng bắn người dân lương thiện bắn vào cuộc sống lao động bình yên, bắn vào luật pháp. Tác giả kết luận, dung dưỡng, phong tướng cho một con người thấp hèn mà tổ chức chính quyền phong tướng cho cái thấp hèn thì vô can sẽ còn nảy nòi thêm nhiều đổ hũ ca. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những câu hỏi đằng sau khối tài sản khủng của đổ hũ ca. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Phim Đào Phở và Piano không phải là lịch sử. Ngày 23 tháng 2, AFI tiếng Việt có bài bình luận nhạc sĩ Tấn Khanh. Thay vì Đào Phở và Piano, hãy làm phim về Gặp Ma năm 1988. AFI cho biết Đào, Phở và Piano là bộ phim được Cục Điện ảnh đặt hàng cho công ty cổ phần phim truyện thứ nhất sản xuất với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, lấy bối cảnh những ngày cuối cùng của trận chiến với quân Pháp sau khi quân đội và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rút lui lên Việt Bắc. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Nhạc sĩ Tấn Khanh bình luận với AFA rằng, Tôi đề nghị mở rộng một dự án nhân dân góp tiền để xây dựng một bộ phim điện ảnh về Trung Quốc, xâm lược đảo Gạc Ma năm 1988 để tưởng nhớ những người hy sinh gần nhất của Việt Nam để bảo vệ Tổ quốc, để giúp giải bớt món nợ phim chủ đề lịch sử. Theo AFI, với mục đích tuyên truyền, nhà nước Việt Nam thường bỏ tiền ngân sách ra làm nhiều phim về đề tài lịch sử hay ca ngợi lãnh tụ. Tuy nhiên, các phim này thường bị xếp vào kho lưu trữ sau một vài buổi chiếu giới thiệu hoặc được đưa chiếu miễn phí trên truyền hình quốc gia. AFI dẫn báo chí nhà nước cho hay, doanh thu của phim Đào phở và Piano đến nay đã được hơn 1 tỷ đồng trở thành một hiện tượng đối với thể loại phim kiểu này. Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh nhận xét, sau nhiều năm, nhà nước đã tung ra một cuốn phim được tài trợ về chủ đề mang tính lịch sử và tuyên truyền với cái giá là 20 tỷ đồng để đến với công chúng. Mục đích được nói rõ là nhằm nhắc lại lịch sử, không thể để lãng quên. Nhưng nếu không có sự vận động của các trang mạng xã hội, thì bộ phim này có lẽ cũng đã chết trong im lặng. Và đây là hình khán giả xếp hàng mua vé xem phim đào, phở và piano. Ông đặt câu hỏi về thực tâm muốn nhắc lại lịch sử và trân trọng nó của cơ quan đặt hàng bộ phim. Ở đây là cục điện ảnh hay chỉ là một dự án làm ăn lấy đủ tiền rồi thôi. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Hoàng Ánh, một trí thức ở Hà Nội nêu ý kiến với AFA rằng Người ta không nói rõ khi xem phim thì người xem phải hiểu rằng đây là một câu chuyện dựng lên thôi, nó không phải là một bộ phim kiểu mô tả lại lịch sử. FA cho hay bà Ánh có gia đình nội ngoại đều ở Hà Nội trong thời điểm mà bộ phim nói đến cho rằng những gì diễn ra trong phim không đúng thực tế. Theo bà Ánh, cái mình sợ nhất ở phim này là cách dựng phim nó làm cho người ta tưởng nhầm pháp định giết hết mọi người và người nào ở lại cũng đều chết cả. Nhưng gia đình mình cả hai họ đều sống thời gian đó nó vẫn có sự chọn lựa cho người ở lại và người ra đi mà. Cho nên mình khuyến cáo mọi người hãy coi đây là một câu chuyện có thể có một chút sự thật, nhưng mà nó chắc chắn không phải là lịch sử. Cái đó đáng ra các nhà làm phim làm rõ với một bộ phim tuyên truyền, người ta có thể không có nhu cầu làm chuyện, cảnh báo, do vậy người xem phải có ý thức chất. Và đây là hình một cảnh trong phim Đào, Phở và Piano. Bà cũng nhặt ra những hạt sản của bộ phim như cảnh quay chiến trận không thật, lời thoại lại kịch hóa và nhiều nhân vật được sao chép lại từ nhân vật trong các tác phẩm văn học khác hoặc nhiều chi tiết vô lý của bộ phim. Tuy nhiên, theo bà, bộ phim cũng có thành công nhất định như nó lên nát đặc trưng hào hoa, lãng mạn của Hà Nội những năm đó. Trên chiến hào, cô gái chơi nhạc cũng vẫn là chơi nhạc Pháp, người ta vẫn hát với bài hát Pháp, đều mà người Hà Nội thích hay là ít nhất là người ta chỉ có cảm giác rằng nó đúng là tính hào hoa lãng mạn và có một chút tây phương hóa vào khoảng những năm 1945 đến năm 1950. Theo bà, đạo diễn đã rất thành công trong việc tạo nên một khung cảnh bi tráng, hào hoa và lãng mạn, một bài thơ đậm chất Hà Nội đi vào lòng người. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phim Đào, Phở và Piano không phải là lịch sử. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới